Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại channel của Xuất Nhật Việt. Và hôm nay tôi sẽ review giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm nữa của Xuất. Như trên màn hình các bạn thấy, rất là nhiều những cái cuốn bài Battle Spirit. Các bạn thấy rất là nhiều. Một cọc hơn 100 lá, gần 200 lá. Đây, tôi sẽ thử review giới thiệu cho các bạn là thử một cái cọc bất kỳ những cái quân bài Battle Spirits, một cái thể loại bài ma thuật cho chơi thẻ bài ấy. Các bạn có thể chơi hoặc là sưu tầm. Các bạn thấy rất là nhiều quân bài đang còn mới cứng nha, hàng nhập từ Nhật về nên chất lượng rất là đảm bảo. Các bạn thấy đây, những quân bài Battle Spirits rất là nhiều. Thử lấy một số bộ bài tiêu biểu. Đây các bạn thấy, những quân bài rất là mới. Này, hàng đóng ở Việt Nam rất là hiếm tìm được chỗ mua. Đây nó có 3 sức tấn công theo 3 level khác nhau ấy, level 1, level 2 và level 3. Hội quân bài hỗ trợ. Những quân bài thiết kế ra còn mới, rất là cứng, cầm rất là bền, nhìn rất là bắt mắt. Gồm rất là nhiều những quân bài như là binh sĩ, pháp thuật, tộc quỷ, quái vật, rất là nhiều. Đây, các bạn thấy rất là nhiều quân bài. Những quân bài thiết kế rất là đẹp và bắt mắt đấy. Này để chơi rồi sưu tầm, quay bạn bè rất là thích. Có một số quân bài còn mới cứng, còn xin nét vẫn đang còn để nguyên trong cái túi bóng. Các bạn thấy bọc này. Đây.
ở trên đây có ghi hẳn tên của quân bài là Butter Spirit. Cái thẻ bài này được chế tác, được sáng tạo từ bộ phim hoạt hình Battle Spirit, một cái bộ phim rất là nổi tiếng, rất là được rất là nhiều những cái bạn nhỏ yêu thích. Bộ bài gồm rất là nhiều những cái quân bài khác nhau tổ hợp lại để phối hợp có thể giúp bạn chiến đấu. Những quân bài đang còn mới, cảm rất là cứng tay. Như các bạn thấy, hình các nhân vật được in lên rất là sắc nét luôn, rõ nét đến từng chi tiết, nhìn rất sống động. Những quân bài mới nhìn nó đẹp nha các bạn, nhìn ánh như ánh đèn nó sáng bóng lên luôn. Nếu các bạn không biết cái quân bài Butter Spirit này là gì, các bạn có thể search Google, nó sẽ ra một cái bộ phim hoạt hình về cái Butter Spirit để cho các bạn xem. Cái bộ phim thẻ bài ma thuật rất là hay. Nó gần tương tự với lại Yugi và Pokemon ấy. Quân bài này rất là đẹp, chế tác có ánh vàng nữa.
Tôi chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn một số quân bài nhất định thôi. Đây các bạn thấy còn rất là nhiều. Đây. Rất là nhiều những quân bài, những cái bộ bài khác nhau nữa. Một cái bộ bài này gầm hơn 100 lá, tận đến gần 200 lá. Rất là nhiều, giá chỉ có 300k thôi, rất là rẻ. Tính ra chưa đến 1.000 một lá thôi, còn 1-2.000 một lá thôi. À, hàng nhập bên Nhật về nên chất lượng rất là tốt, hàng rất là hàng đậm luôn. Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua ấy, thì có thể liên hệ đến Xúc Nhật Việt qua cái số hotline là 0983 131528, hoặc là các bạn có thể comment xuống ngay dưới video của tôi. Hoặc là các bạn có cái gì thắc mắc hoặc là cần giải đáp những cái gì thì có thể comment xuống, tôi sẽ giải đáp cho các bạn trong cái thời gian sớm nhất có thể. Nếu thấy cái video này hay và bổ ích, muốn các bạn của bạn được có thể được sở hữu cái bộ sản phẩm này, hoặc là muốn nhiều người biết nữa, thì các bạn có thể like hoặc là share để ủng hộ Shop. Rồi, như vậy là tôi đã review giới thiệu xong cho các bạn cái bộ sản phẩm thẻ bài Battle Spirit. Các bạn nhu cầu mua thì liên hệ đến Shop nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Sơn Nhật Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.